Xin chào những người đam mê ô tô. Hôm nay, chúng ta cùng bước vào thế giới của Hyundai khi họ trình làng phiên bản mới nhất của mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu của họ, Tucson. Tucson mới đã có sự trở lại mạnh mẽ với vẻ ngoài tinh tế và hầm hố hơn. Hãy cùng xem khám phá những chi tiết thú vị của chiếc SUV tân trang hứa hẹn cả phong cách lẫn chất lượng này. Từ những model 2022 đến 2023, khi mà ở Việt Nam thì Tucson mới 2023 mới ra mắt gần một năm, thì ở châu Âu đã bắt đầu lộ diện thiết kế nâng cấp, sẽ làm nhiều người đang sở hữu cảm thấy muốn đổi nữa, một bài chiến lược hay của nhà Hyundai Hàn Quốc. Thay đổi kiểu như các chị em đi thẩm mỹ viện để làm đẹp liên tục mỗi năm. Thiết kế bên ngoài không có nhiều sự thay đổi. Hyundai Motor Company mới đây đã tiết lộ thiết kế của The New Tucson, đánh dấu một bản nâng cấp đáng kể cho Tucson thế hệ thứ tư vốn được ra mắt lần đầu vào tháng 9 năm 2020. Phù hợp với chủ đề tham số động lực học, ngoại thất tự hào có một diện mạo hoàn thiện hơn. Thiết kế nổi bật với hình ảnh chắc chắn và rộng rãi. Mặt trước gây ấn tượng với đèn ẩn tham số, đóng vai trò như đèn chiếu sáng ban ngày. Lưới tản nhiệt thể hiện đồ họa chi tiết với hình dáng mỏng và góc cạnh, đi kèm với cản và tấm trượt kéo dài đầy quyết đoán, mang đến cho New Tucson một diện mạo mới, sự hiện diện mạnh mẽ và rộng rãi. Ở phía sau, tấm trượt tích hợp với khuôn cản mở rộng góp phần tạo ấn tượng rộng hơn và ấn tượng hơn. Thiết kế tinh xảo nhưng chắc chắn tạo nên sự kết nối liền mạch với mặt trước, đảm bảo sự ổn định và nét sang trọng. Hình dáng bên hông nhấn mạnh đến tính năng động, với bánh xe hợp kim được thiết kế mới hài hòa với những đường nét rắn chắc và thể thao, nâng cao cảm giác cân đối tổng thể. Tucson mới thực sự là một cảnh tượng đáng chú ý, thể hiện cam kết của Hyundai đối với thiết kế quyến rũ. Bước vào bên trong, nội thất của New Tucson là sự pha trộn giữa sự sang trọng và tính năng công nghệ cao. Hyundai đã tiến một bước xa hơn trong việc nâng cao cảm giác về không gian và tính thực dụng thông qua cách tiếp cận tập trung vào thiết kế theo chiều ngang. 1. Màn hình cong toàn cảnh, kết nối cùng kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí theo hình cong đẹp mắt. Điều này không chỉ giúp tăng khả năng quan sát của người lái mà còn tăng thêm cảm giác sang trọng. Việc bao gồm các nút núm vật lý và phương pháp cảm ứng điện rung giúp nâng cao vẻ đẹp của người lái. Dễ sử dụng cho hệ thống thông tin giải trí và điều khiển điều hòa không khí. Một lỗ thông gió mỏng và dài trải dài từ ghế lái đến ghế hành khách, tăng thêm cảm giác công nghệ cao. Bảng điều khiển phía trước ghế hành khách có khay mở và đèn điều chỉnh nhiệt độ xung quanh, tạo ra bầu không khí gợi nhớ đến một phòng khách thoải mái. Không gian trung tâm được tạo ra bởi cần số điện tử dạng cột, chứa một bảng điều khiển nổi dường như lơ lửng trong không khí, tối đa hóa khả năng chứa đồ. Hệ thống sạc không dây cho điện thoại thông minh và giá để cốc đặt song song giúp tăng thêm khả năng tận dụng không gian, thể hiện sự cống hiến của Hyundai đến thiết kế thực tế. Tóm lại, The New Tucson đã nâng cấp thiết kế bên ngoài để có diện mạo táo bạo và năng động hơn, trong khi thiết kế nội thất tập trung vào việc nâng cao tính dễ sử dụng và cảm giác sang trọng. Hyundai một lần nữa định vị Tucson là mẫu xe compact trẻ trung và năng động tiêu biểu của Hàn Quốc SUV. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật và các phiên bản thú vị từ Hyundai. Hãy thích, đăng ký và tiếp tục nắm bắt tương lai của ngành ô tô xuất sắc. Cho đến lần tiếp theo, hãy lái xe an toàn và luôn phiêu lưu.